Tại chùa Quan Âm, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vào sáng ngày 10 tháng 4, nhân lễ Bồ Tát định kỳ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có buổi họp tăng sự định kỳ nhằm triển khai một số Phật sự. Trước khi vào buổi họp, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh đồng thực hiện nghi lễ Bồ Tát và tụng giới. Tiếp đến, Chư Tôn Đức Quan Lâm hội trường tiến hành phiên họp thường lệ. Chủ trì phiên họp có Hòa Thượng Thích Huệ Hóa, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực, thành viên Ban trị sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh tham dự. Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu khai mạc phiên họp. Thượng tọa Thích Phước Dũng, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thông qua báo cáo công tác Phật sự tháng 3 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Đại Đức cho biết, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, các chương trình công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Sau Tết Nguyên đán, các đạo tràng đã khai giảng khóa tu Một ngày an lạc, khóa tu Bát Quan Trai năm 2024. Hiện nay có khoảng 17 đạo tràng tu học định kỳ hàng tháng. Nhân ngày 19 tháng 2 năm Giáp Thìn, các tự viện đã tổ chức đảnh lễ Ngũ Bách Danh, trì chú Đại Bi và thuyết giảng về ý nghĩa ngày khánh vía Bồ Tát Quan Thế Âm, tích cực tăng cường trong công tác thiện nguyện từ thiện xã hội, tổng kinh phí 498 triệu đồng. Đại Đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568. Đại Đức thông tri công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản, địa điểm, thời gian tổ chức và thành phần tham dự. Theo kế hoạch đề ra, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã ấn định khung chương trình chính thức, thời gian, nội dung, nghi thức, lễ mộc dục. Trong việc tổ chức đại lễ Phật đản của các Ban trị sự Phật giáo, huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh. Theo đó, 6 Ban trị sự huyện, thị, thành phố tổ chức lễ đài tập trung tại trụ sở văn phòng Ban trị sự. Đại Đức Thích Nhật Tính, Phó Văn phòng Ban trị sự tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2568, thời gian tổ chức Phật giáo Bắc Tông và hệ phái Khất Sĩ bắt đầu từ 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, kết thúc vào ngày 10 tháng 7 năm Giáp Thìn. Phật giáo Nam Tông bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm Giáp Thìn, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm Giáp Thìn. Địa điểm tổ chức tại trường Hạ Tăng, chùa Quan Âm, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trường Hạ Ni, chùa Phổ Minh, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đại Đức Thích Quảng Nguyên, trợ lý trưởng Ban trị sự thông qua kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn Nhật Tiên Năm, Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Dự kiến Đại Giới Đàn sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm Giáp Thìn. Để phát huy hơn nữa những thành quả Phật sự đã đạt được, phiên họp đã lấy ý kiến và lắng nghe phát biểu đóng góp của Chư Tôn Đức. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành tán thán công đức những đóng góp của Chư Tôn Đức. Thượng tọa mong rằng Chư Tôn Đức Tăng Ni tỉnh nhà sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong mọi hoạt động Phật sự sắp tới.